Kỳ xin chào cả nhà của mình nha. Hôm nay là Kỳ sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho nhà mình phân biệt hàng giả và hàng nhái Lady Care của Linh Hương nha. Trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm Lady Care của Linh Hương và rất là nhiều giá khác nhau. Cho nên là mấy chị em nhà mình không biết là mua sản phẩm nào để mình dùng cho nó ok, sạch, hồng, thơm và siêu khích, thì ngay trong video này anh chị sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Trên tay Kỳ là đang cầm hai lọ Lady Care của Linh Hương. Đó. Bên tay trái của em Kiều nha là cái lọ hàng giả, thì nó sẽ có hai chữ Linh Hương dính liền vào nhau, hai chữ H luôn, và cái nắp của nó không bao giờ đậy chặt được nha. Đó, và cái chất của nó rất là lỏng luôn nha mấy chị. Cái chất của nó rất là lỏng luôn. Đó, nó sẽ chảy xuống như thế này. Đó, chất của nó rất là lỏng và nó sẽ có một cái mùi giống như xà bông. Đó, vẫn thơm nhưng mà thơm như là xà bông nha mấy chị. Cho nên là mấy chị em nhà mình á đừng có mua cái lọ này nha, đừng mua lọ này. Đó, còn cái lọ chính hãng của Linh Hương nè. Thứ nhất về bao bì thì em Kiều sẽ có đầy đủ những cái thông tin như là mã, là ngày sản xuất, hạn sử dụng rất là xa. Đó, và ở phía sau đây có đầy đủ luôn mã cho mọi người check. Và mấy chị em nhà mình, cái lọ mà Lady Care chính hãng của Linh Hương thì chữ H nó sẽ cách điệu mất hết một nét nha. Và cái chai của nó khi mọi người sạm vào, chờ sờ vào thì cái chất liệu của nó là nó sẽ rất là dẻo, và cái nhựa của nó rất là đẹp. Còn cái nhựa này là mọi người nhìn thấy là nó đục và nó sẽ trắng bệt luôn. Đó, nó đục theo kiểu như là nó mũ, nó giòn hơn mọi người, và cái nắp nó không đậy được nha. Còn cái lọ chính hãng là nắp đậy cực chặt, mọi người mở ra nó sẽ có mùi hương thơm của hoa cúc la mã, cái mùi thơm như thơm nhẹ nhàng. Đó, khi mà mình dùng cái lọ chính hãng của Linh Hương thì nó là một cái dạng gel, và khi mình dùng là nó vừa giúp cho mọi người đó là hết viêm, hết ngứa, không còn tình trạng viêm nhiễm khiến hư và huyết trắng. Các chị nào đang gặp tình trạng như có mùi hoặc là mình sao sinh vừa rộng mùa thâm thì mọi người sử dụng cái em này với công nghệ tràn tế bào từ Pháp, thì em này là được mua công thức độc quyền nha. Cho nên là chỉ có mỗi Linh Hương mới có công nghệ tràn tế bào như thế này. Cho nên là em Kiều bán sản phẩm này 5 năm rồi mà có rất là nhiều khách hàng của mình cũng như là sử dụng và mua cái em này xong rồi mua những sản phẩm khác, sau đó vẫn quay lại sử dụng Lady Care của Linh Hương, tại vì nó quá ok. Đó, và cái sản phẩm này được chiết xuất từ tinh dầu lá trọng không, hoa cúc la mã và lơ hội. Chị em nhà mình muốn sử dụng một cái sản phẩm mà nó hoàn toàn từ thiên nhiên như thế này, và bên trong mỗi hộp như thế này thì nó đều có phiếu bảo hành 10 triệu nha. Và em Kiều bán hai lọ giá sỉ, cho nên là các chị em nào mà muốn mua sỉ hoặc là mình muốn mua lẻ hàng chính hãng của Linh Hương nhà mình, nhớ mua chính hãng nha. Vừa sử dụng tiết kiệm, một lọ sử dụng được đến tận đó là 6 tháng mới hết lận, nửa năm mới hết một lọ mấy chị. Cho nên là khách hàng bên mình mua hai lọ là đã sử dụng được một năm, nếu như mà nhà mình chỉ sử dụng mình ên. Còn nếu như mà nhà mình sử dụng cái lọ này nè, trẻ nhỏ tắm rồi, người lớn tuổi cũng vẫn sử dụng được luôn, đàn ông cũng vẫn sử dụng được luôn, cho nên là cả gia đình mình có thể sử dụng một lọ này thì nó sẽ nhanh hết hơn. Nên là mấy chị em nhà mình á, nhớ sử dụng Lady Care của Linh Hương để mình có một cái sức khỏe sinh sản cực kỳ tốt nha. Vì em nhà mình nhớ là liên hệ với em Kiều là 0977 761 748. Đừng mua hàng giả, đừng mua hàng rẻ, mà hãy mua hàng chính hãng của Linh Hương nha.